Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragon City. Ok, và đây là cái thành phố rồng nhỏ bé của mình đây. He he. Na na na, rất là đáng yêu và dễ thương luôn. Hôm nay mình đang thu hoạch những cái cục đá hay là những cái cây nhỏ bé. Ok, mình làm cho nó trống trải khu vườn. Và mình sẽ làm một cái chú rồng mới cho các bạn xem luôn. Đây, chú rồng mới của mình. Đây rồi. Ok. Cái trái này nó giống cái trái dâu, nó có một cái trái táo ở phía trước đầu các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ cho cái vì mình chưa có cái chỗ cho cái con này. À có nè. Cho xuống đây luôn. Ok, một em đã vào tem. Wow. Xem nào, bây giờ mình sẽ cho nó ăn cho nó bự lên cho các bạn xem nha. Ok, mọi người hãy cùng mình theo dõi đây. Chú ấy sẽ bự lên như thế nào. Cái trái này nhìn nè, cái con này nhìn rất là đáng yêu luôn. Bùm. Có chân có cẳng cái nào. Ô, cái này là kem các bạn. Nó đã ra định hình được rồi. Kem và có trái táo trên đầu. Và nó bự lên, nó có thành một cái ly kem không các bạn. Bùm. Wow, nó thành một cái ly kem thiệt luôn. Không phải là cái cây kem. Cây kem này có 3 trứng. Ok, rất là thú vị luôn. Mình cho nó lên với level 11 luôn. Ok, và hôm nay mình sẽ dắt cái ly kem này mình đi quánh cho các bạn xem nha. Là ly kem di động. Ok. Đây, cho các bạn thấy sức mạnh của cái ly kem di động này. Xem nào, bây giờ mình sẽ đổi cho một cái chú này ở nhà đi. Cho ly kem di động ra quýnh cho vui cái nào. Là chúng ta chơi là chơi vui là chính. Chiến thắng là 10. Ok, và mình sẽ cho nó đi với cái con tướng mới của mình. Rất là đẹp luôn. Đó, ly kem di động. Action. Oh my god, cái gì vậy? Mới ra chưa kịp chơi cái gì hết là bị người ta quất chết queo rồi. Cái này nó hơi căng các bạn ơi, cái này nó hơi căng thẳng rồi. Ly kem di động của mình nó mới ra. Ok, tem bạn đang khá là cứng luôn, toàn level 15. Ok. Để mình xem cái con này nó có thể hạ được không nhỉ? Hạ được quất phát cho nó đi bụi luôn. Tấn công nào. Happy. Banh xác. Thôi nó không banh. Khổ ghê chưa. Ok, trận này hơi căng thẳng luôn đây. Ok, quất luôn. Tấn công nào. Phun điện với cái này là làm choáng luôn các bạn. Ô, 5.000. Biết như vậy sử dụng cái chiêu số 1 cho nó quất đam 5.000 là con đó banh xác rồi. Oh my god. Trận này mình thấy là mình banh xác rồi các bạn ơi. Không chịu nổi rồi, tem này quá khủng. Tem mình sai lầm khi đưa cái chú nhỏ xíu này ra. Chú nhỏ xíu này yếu quá. Ok, chiến đấu với cái đội hình như thế này thì mình không chịu nổi rồi. Cái con này đúng đẹp luôn nè. Con này là cái con gì, Bass. Ok, nhìn rất là đẹp. Con này nó 2 sao vàng luôn. Nó mạnh hơn mình luôn. Ok, xúc luôn. Và cái con rồng của mình nó mới chỉ có 2 sao bạc thôi. Bây giờ tấn công với một cái con nữa, không biết làm sao chịu nổi đây. Oh my god, banh xác rồi. Banh xác 3 con luôn. Thật là một cái gọi là kinh khủng, một cái trận chiến kinh khủng. Ok. Bó tay, mình kiếm chỗ trốn luôn. Gọi là chịu không nổi với mấy anh đại đó. Xem nào. Ok, mình có một cái chú rồng lửa mới đây. Để mình sẽ cố gắng mình ép cái chú đó ra cho các bạn xem luôn. Rất là đẹp luôn. Ha ha. Ok, đây. À, mình có cái chú rồng Noel nữa. Chú rồng Noel này không biết ấp trong thời gian bao lâu mới ra. Ok. Và mình suy nghĩ sẽ ấp cái trứng chú rồng mới này. Đó. Con này ấp trong thời gian bao lâu đây?
Con này up trong thời gian là 7 tiếng à. 17 chứ. Ok. 17 tiếng các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái cuộc chiến đấu đây. Gọi là trận chiến vừa rồi đã gọi là tổn hao nguyên khí của HNT rất là nặng luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ quất một trận ở đây. Con rồng mới của mình đâu rồi? Giá cái chú rồng mới ra mới được. Rồng mới đâu rồi? Đây, rồng mới Ludo. Chú rồng mới của mình tên là Ludo luôn. Action. Cuộc chiến bắt đầu. Gọi là khi mà đi leo cái đó là chúng ta phải đội hình phải mạnh mới được. Do mình leo lên cao quá rồi cho nên té là dập mặt luôn. Ok, quất liền. Rồng mới. Na na na. U, con rồng này đúng đẹp luôn các bạn ơi. Có hai cái cánh màu vàng rực luôn. Ok, với cái lưng thì da màu là nâu. Ủa là màu xanh với màu xanh dương. Rồng hai sừng. Ok, và tới cái con này là cái con robot à. Ồ, nó có cái chiêu xoắn kìa các bạn. Ồ, cái chiêu xoắn nó là xoay vòng vòng và mình banh sát rồi. Banh sát con rồng mới bên đây. Cái gì? Ok, nhưng không sao, mình còn có Happy ở đây. Happy nó có 4 chiêu, thử chiêu mặt trăng coi, mình chưa xài chiêu này luôn á. Ồ, chiêu mặt trăng nó là phun ra một cái đám như là đám mây vậy đó. Đám mây hình yêu quái rồi. Ok, và cái con này là cái gì? Con rồng này là giống như nhà bác học vậy. Có cái kính lúp, có cái kính lúp và sử dụng tuyệt chiêu kính lúp để chiếu vào người đối phương. Ok, hãy xem chưa sức mạnh của chú rồng Happy của mình đây. Dậm một cái nào. Banh sát liền. Quá tuyệt vời luôn. Chú rồng mình lên được một sao đỏ rồi. Ok, mình sẽ cố gắng luyện cái chú này lên cho mạnh mạnh xíu nha các bạn. Na na na. Ồ, để mình vô đây mình quánh thử xem. Ồ, mình chưa có cái con nào có cái chiêu xoắn hết. Phải có cái con có cái chiêu xoắn nó mới cho mình vô các bạn. Ok, bây giờ chúng ta đi thu hoạch xíu nào. Đó, lụm đồ. Ok. Và xem hôm nay có cái sự kiện gì đặc biệt không nào. Hôm nay có cái sự kiện gì đây nè các bạn. Đây. Để mình vào mình xem cái sự kiện này cơ nào. Wow, rồng đẹp vậy. New Bass, trứng rồng mới. Ok, con rồng mới này chắc nó cũng không có nhẹ tiền đâu. Nó kích cỡ L luôn. Ok. Chơi nó liền các bạn. Con này đúng không? Ok, chúng ta lụm được viên đá. Quá tuyệt vời. Khi mà đủ 10 viên đá này mình sẽ có một cái trứng chú rồng mới nữa các bạn. Rồi, cái con này đi chắc tốn kém lắm đây. Đi coi còn con nào mà có gần đá một tím tím thôi mình đi lụm tiếp. Mấy con này nó gọi là nó ẩn tàng hết rồi. Nó mây nó che hết trơn rồi mình không có thấy được cái phần thưởng các bạn. Thấy được cái phần thưởng nó mới hấp dẫn rồi. Ok, chìa khóa không à. Ok, xem nào. Gần thức ăn thì mình đâu có cần thức ăn đâu. Chúng ta cố gắng đi Seacat tìm đồ coi. Ồ, con nào mà đi xuống đây là lụm được cái viên đá màu hồng nữa nè. Ok, sau khi nhìn đủ các hướng thì mình vẫn chưa tìm ra được. Rồng này là R. 21, 25 bước. Ok, 20 mấy. Con này là cần 5 cái chìa khóa để lụm mở được con này luôn. Ok, sang L. Cậu này cấp E. Ồ, con này đẹp nè. Con rồng này đẹp nè các bạn. Để mình đi kiếm nó coi. Ồ, nó đang bị nhốt ở trên đây rồi. Nó bị nhốt đây là làm sao mở khóa cho nó ta. Ồ, cái này là phải có 5 cái chìa khóa, 5 chìa khóa mới unlock được nó. Và chìa khóa làm sao mà lấy đây. Ok, rất là căng thẳng luôn. Để mình xem coi nào. Đây có một cái cục màu tím nữa. Phải đi xuống dưới tuốt dưới đây mới mở được. Ok.
Mình cho cái chú này đi thêm ơi. Chú này đi ra đâu vậy nhỉ? Đi ra đâu vậy nhỉ? À, đi lấy thức ăn. Ô, đằng đây có cái chìa khóa này các bạn. Ok, lên lấy cái chìa khóa này luôn. Đó, chúng ta sẽ có được một cái chìa khóa 40 là lượm được một cái rồi, he he. Quá tuyệt vời. 5 cái chìa khóa chúng ta mới unlock được cái con đó. Ok, một cái chìa khóa. Và cái con này nó có chìa khóa không nhỉ? À, con này cũng có chìa khóa nữa nè. Ok. Hai cái chìa khóa. Quá tuyệt vời. Lượm được hai cái rồi mọi người ơi. À, con này chắc cũng có thể lấy được chìa khóa đây. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Ồ, gần. Sao nhìn chìa khóa thấy nó gần mà sao nó đi hồi là không thấy. À, đây rồi. Action. Wow, được một cái chìa khóa. Chết rồi. Chìa khóa của con cấp E. Nó không liên quan gì nhau hết các bạn ơi. Ok, mình đang tò mò không biết cái bước tiếp theo nó là cái gì. Hình như là có một cái món quà do nhỏ vậy đó. Ở đây có cái con rồng nào nữa không nhỉ? Đây toàn là chìa khóa không luôn. Toàn là chìa khóa không luôn các bạn ơi. Đây là cái rương. Rương gì đây? Rương gì đây? Rương đồ ăn. Đón 90% là rương đồ ăn. Nghi lắm mà. Ok. Bây giờ có cái con nào đi xuống nữa nhỉ? Đây đây đây, có cái con này. Làm sao mở khóa cho nó? Không mở khóa cho nó được rồi. 5 chiếc chìa khóa. Con này mình được mở được 3 chiếc rồi. Thời ơi, sao mấy con này nó nhiều chìa khóa vậy nhỉ? Gọi là mở đuối luôn á. Còn con này. Ok, lượm được vàng luôn, 20.000 vàng luôn. Bước tiếp theo của chú ấy là cái gì đây? Lại một cục vàng nữa. Ok, rất tuyệt vời, mình không đi nữa đâu. Mình chỉ đi lượm tiền thôi. Xem có cái gì đó thú vị nữa không. Ok, đây là tiếp theo con đường của con này. Nếu như con này đi, nó sẽ đi đâu ta? Ồ, đi ăn thức ăn. May nó che hết rồi, chả thấy được cái gì. Ức chế quá. Lượm được tiền nữa nè, con này lượm được tiền nữa. Ok, được 5.000 tiền luôn. Quá tuyệt vời. Con này sẽ đi đến đâu đây? Cho vô đám mây không vậy, lại tiền nữa à. Ồ, con này có được mở chiếc chìa khóa nữa này các bạn. Lại một chiếc chìa khóa nữa đã về tem. Ồ, ba rồi. Chúng ta cần 3 chiếc chìa khóa nữa là sẽ unlock được cái gì đó. May mờ văn lối. Là nó cho mình may mờ văn lối luôn. Xem nào, con này đi tới đâu đây? Lại một cái rương. Ok. Đây là Advent Noel các bạn. Mình đang chơi Advent Noel luôn. Hết tiền luôn, chơi khô máu luôn. Trời ơi, cái trứng. Mình tưởng cái này là cái bóng mà mình tưởng là cái này là cái trứng không à. Ok, tốn 130 lết tới. 130 nữa, tiền đâu mà lết hết rồi, hết tiền lết rồi. Hình như này là cái chìa khóa hay sao luôn ấy. Ok, rất là tuyệt vời. Và đây là cái con rồng mới của mình đã làm cho các bạn xem, nhưng mà con rồng này nó hơi bị yếu luôn so với mấy con rồng trong team mình. Cho nên giác đi chiến đấu không nổi. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Ok, mình đang lai tạo hai con rồng núi lửa với nhau, là do anh em trong kênh đề nghị là hãy làm về hai chú rồng này. Ok. Và các bạn xem video đừng quên chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.